thông tin từ báo tuổi trẻ các nhà quan sát nhận định hàn quốc sẽ là nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong khu vực đông á khi ông donald trump đắc cử tổng thống đài cna dẫn lời một số nhà phân tích nhận định trong khi các đồng minh tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato có thể cùng nhau vật lộn với những yêu cầu từ phía tổng thống đắc cử donald trump thì vị thế của hàn quốc lại khó khăn hơn nhiều không có các đồng minh nằm bên cạnh hàn quốc phải đơn độc đối đầu với triều tiên quốc gia được cho là sở hữu vũ khí hạt nhân trong khi mối quan hệ giữa hàn quốc và nhật bản cũng không tốt do những mâu thuẫn trong lịch sử chính điều này khiến hàn quốc có thể trở thành quốc gia chịu tác động nhiều nhất khu vực đông á sau khi ông trump chính thức bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống mới của mình trong chiến dịch tranh cử Tổng thống vừa qua, ông Donald Trump đã mô tả quan hệ liên minh Mỹ-Hàn là một món hời tồi tệ đối với Washington. Tổng thống đắc cử của Mỹ cũng hứa sẽ bắt Seoul trả 10 tỷ đô la Mỹ để giữ chân 28.500 quân Nhật Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc. Vì vậy, các quan chức và người dân Hàn Quốc lo ông Trump có thể rút quân đội Mỹ khỏi lãnh thổ nước này, bỏ lại Seoul một mình đối đầu với Triều Tiên, đặc biệt trong bối cảnh những căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên đang tăng cao. Ông Lee Byung-chul, một chuyên gia về Triều Tiên tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông ở Seoul nói, quan hệ Hàn Quốc Mỹ sẽ đi vào sông bão, nhưng chúng ta có thể sẽ thấy ông Kim Jong-un và ông Trump gửi thư tình cho nhau một lần nữa. Theo tờ New York Times, ông Donald Trump và ông Kim dường như đã phải lòng nhau khi họ lần đầu tiên gặp mặt tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ nhất ở Singapore vào năm 2018, dù trước đó hai nhà lãnh đạo có những màn đấu khẩu dữ dội. Sau đó, đến năm 2019, ông Trump và ông Kim gặp nhau lần thứ hai tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ nhất ở Hà Nội. Cũng trong năm 2019, ông Trump và ông Kim gặp nhau lần thứ ba tại bàn môn điếm. Khi đó, ông Trump đã ghi dấu vào lịch sử với tư cách là Tổng thống Mỹ đầu tiên bước vào đất Triều Tiên tại khu vực phi quân sự DMZ ở biên giới Hàn Triều. Tuy nhiên, cả Washington và Bình Nhưỡng vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận nào sau ba lần hội nghị thượng đỉnh. Khi Tổng thống đắc cử Trump trao đổi với Tổng thống Yun qua điện thoại hôm 7 tháng 11, ông Trump đã thể hiện sự quan tâm đến vấn đề Triều Tiên, trong đó bao gồm các vụ thử tên lửa gần đây và các vụ Bình Nhưỡng thả bóng bay chứa rác sang Hàn Quốc hai nhà lãnh đạo Mỹ-Hàn cũng đồng ý gặp nhau trong thời gian sớm nhất. Điều này càng khiến giới quan sát tin rằng ông Trump dành một sự quan tâm nhất định đến vấn đề bán đảo Triều Tiên, đồng thời cho thấy khả năng ông và ông Kim sẽ sớm gặp lại nhau để tái khởi động các cuộc đàm phán giữa hai bên. Theo báo Tuổi Trẻ, sáng ngày 12 tháng 11, Đảng Cộng Hòa được cho là tiếp tục kiểm soát thêm Hạ viện Mỹ sau khi giành lại quyền kiểm soát Thượng viện từ tay Đảng Dân Chủ hãng Reuters của Anh đăng tin ngày 11 tháng 11 theo giờ Mỹ, nhà cung cấp dữ liệu DDHQ dự đoán Đảng Cộng hòa của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã giành được thế đa số tại Hạ viện Mỹ, báo hiệu Đảng Cộng hòa nắm giữ thế đa số tại cả hai viện của Quốc hội Mỹ. Trang The Hill cho biết Đảng Cộng hòa thắng được ít nhất 218 trên 435 kế tại Hạ viện Mỹ, tính tới ngày 11 tháng 11 theo giờ Mỹ, con số cần thiết giúp đảng này giành được thế đa số tại Hạ viện. Kênh tin tức News Nation cũng đang thông tin tương tự, Đảng Cộng hòa đã giành được quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ sau khi đảng này giành được 218 ghế. Kênh này cập nhật Đảng Dân chủ giành được 209 ghế. Trong khi đó báo New York Times thận trọng hơn trong việc cập nhật kết quả. Theo tờ báo này, Đảng Cộng hòa đang có 214 ghế, Đảng Dân chủ giành được 204 ghế, trong lúc 17 ghế vẫn chưa có kết quả trong cuộc đua tại Hạ viện. Trong đó New York Times cập nhật Đảng Cộng hòa đã thắng Đảng Dân chủ tại thượng viện với 5 hay so với 4 6 ghế, từ chiến thắng của ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cho tới việc Đảng Cộng hòa giành thế đa số tại cả thượng viện và hạ viện Mỹ, như vậy Đảng Cộng hòa đã thắng lớn trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024. Nelson Nation bình luận, với việc kiểm soát Hạ viện, Đảng Cộng Hòa đã củng cố quyền kiểm soát hoàn toàn Quốc hội và Nhà Trắng, và điều này sẽ tạo ra con đường thuận lợi hơn cho Đảng Cộng Hòa xây dựng cương lĩnh của mình. Theo giờ hưu, các nghị sĩ Cộng Hòa hàng đầu tại Hạ viện Mỹ đã và đang phối hợp với các nghị sĩ Cộng Hòa tại Thượng viện Mỹ để đưa ra các kế hoạch lập pháp mà họ có thể nhanh chóng gửi đến bàn ông Trump ký trong 100 ngày đầu tiên. Những kế hoạch đó bao gồm việc gia hạn các khoản cắt giảm thuế được thông qua trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, tăng cường tài trợ cho bức tường biên giới, bãi bỏ các sáng kiến về khí hậu vân vân. Theo báo Tiền Phong, chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris kết thúc với khoản nợ ít nhất 20 triệu đô la Mỹ. Con số này được cho là phát sinh từ những buổi vận động tranh cử toàn sao lớn biểu diễn cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 khép lại với chiến thắng thuộc về ông Donald Trump và bà Kamala Harris thất bại. Kết quả này khiến những buổi vận động tranh cử hoành tráng với sự góp mặt của nhiều ngôi sao giải trí hàng đầu mà phó tổng thống Mỹ tổ chức trở thành cho cười, thậm chí bị truyền thông mỉa mai là chương trình tạp kỹ. Trước ngày bầu cử, bà Harris đặt cược hết vào tầm ảnh hưởng của những nghệ sĩ âm nhạc hàng đầu Tổng cộng, 7 buổi hòa nhạc diễn ra tại các tiểu bang giao động vào đêm trước ngày bầu cử ngày 5 tháng 11 với sự góp mặt của John Bon Jovi ở Detroit, Christina Aguilera ở Las Vegas, Katy Perry ở Pittsburgh và Lady Gaga ở Philadelphia, vân vân. Ngoài ra, sự kiện tương tự diễn ra ở Atlanta vào ngày 2 tháng 11, có rapper Hai Chen In biểu diễn và bà Harris đích thân đến kêu gọi bỏ phiếu. Hai nguồn tin trong chiến dịch của bà Harris Tiết lộ với The New York Post, Stephanie Coulter, nhân vật cốt cán giúp ông Barack Obama tranh cử năm xưa, là người đề xuất ý tưởng tổ chức những buổi hòa nhạc như một cách để thu hút những cử tri có ít khả năng đi bỏ phiếu. Theo người trong cuộc, kế hoạch nhận được sự ủng hộ của David Plouffe, cựu thành viên trong nhóm của ông Obama. Bà Harris thêm Coulter và Bluffe vào chiến dịch của mình ngay sau khi thay thế Tổng thống Joe Biden trong danh sách ứng cử viên của Đảng Dân Chủ vào tháng 7. Quyết định này gây ra căng thẳng nội bộ với nhóm chiến dịch của ông Biden, người cũ không đồng ý người mới lặp lại những gì Tổng thống Mỹ thứ 44 đã làm vào năm 2008. Chủ tịch chiến dịch tranh cử của Hadidwas, Jen O'Malley Dillon cuối cùng cũng chấp nhận tổ chức các buổi hòa nhạc, vận động, bỏ phiếu. Tuy nhiên, bà Dillon sau đó nói với các đồng nghiệp rằng không hề muốn thực hiện kế hoạch và suy nghĩ về nó suốt nhiều tuần. Nguồn tin khác chỉ ra sự do dự của bà Dillon dẫn đến việc tăng chi phí sản xuất, tổ chức hòa nhạc và shot phải tốn gấp đôi chi phí. Trong tuần trước ngày bầu cử, khi nhận ra gần như toàn bộ số tiền hơn 1 tỷ đô la Mỹ quyên góp được cho quỹ tranh cử đã hết, ekip của bà Harris có những nỗ lực nhằm cắt giảm chi phí cho buổi hòa nhạc, dự kiến vào khoảng từ 15 đến 20 triệu đô la Mỹ nhưng không được, thậm chí còn vượt quá. Nguồn tin nói, họ chắc chắn biết về tình trạng thiếu hụt ngân sách vào cuối chiến dịch vì họ cắt giảm ngôi sao ở một số thành phố để tiết kiệm chi phí. Ban đầu, nhóm của nữ chính trị gia sinh năm 1964 dự tính mời nữ thần nhạc rock thập niên 90 là Alanis Morissette biểu diễn nhưng sau đó hủy bỏ. Điều đáng buồn là tác động của những buổi biểu diễn này không lớn, đa phần không gây chú ý nhiều với truyền thông, ngoại trừ sự kiện ở Philadelphia, nơi Oprah Winfrey chiếm trọn hào quang khi tuyên bố rằng chiến thắng của ông Trump có thể mang ý nghĩa chúng ta không còn cơ hội bỏ phiếu nữa. Ngày hôm sau, đa số cử tri tại các bang có biểu diễn ca nhạc đều bỏ phiếu cho ứng cử viên. Kế hoạch đổ sông đổ bể, bà Harris không chỉ thất vọng trong cuộc bầu cử mà còn gánh thêm khoản nợ lớn. Politico đưa tin, chiến dịch của Phó Tổng thống Mỹ kết thúc cuộc đua với khoản nợ ít nhất 20 triệu đô la Mỹ. Các trang web quyên góp vẫn hoạt động với hy vọng có thể hỗ trợ thêm chút ít nguồn tin khác từ chiến dịch của bà harris cho biết đội ngũ tài chính đang trong quá trình đối chiếu bảng cân đối kế toán và đảm bảo không ai bị thiệt thòi trong khi đó người trong cuộc khác lên án chuỗi sự kiện hòa nhạc là lãng phí theo nguồn tin những khoản tiền có thể chi tiêu hiệu quả hơn vào các quảng cáo liên quan đến chính sách kinh tế nhằm xoa dịu những cử tri quan ngại về lạm phát và lãi suất cao thay vì những ca từ không thực tế hay lời kêu gọi sáo rỗng từ nhóm người nổi tiếng giàu có Người phát ngôn của chiến dịch tranh cử của Harris từ chối bình luận về thông tin khoản nợ hơn 20 triệu đô la Mỹ. Theo báo Tuổi Trẻ, thông báo trên mạng xã hội Truth và Facebook vào ngày 9 tháng 11 theo giờ địa phương, ông Trump cho biết, ông rất thích và đánh giá cao việc làm việc với bà Haley và ông Pompeo trước đây, nhưng không muốn họ tham gia chính quyền mới. Tổng thống đắc cử Donald Trump viết, tôi sẽ không mời cựu đại sứ Nikki Haley hoặc cựu ngoại trưởng Mike Pompeo tham gia chính quyền Trump, hiện đang trong quá trình thành lập. Tôi rất thích và đánh giá cao việc làm việc với họ trước đây và muốn cảm ơn họ vì đã phục vụ cho đất nước chúng ta. Hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Bà Haley, từng là đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc dưới thời chính quyền Trump, đã đối đầu với xếp cũ trong cuộc đua giành đề cử ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Bà đã chọc giận cựu Tổng thống trước khi bỏ cuộc nhưng sau đó phát biểu ủng hộ ông tại Đại hội Đảng Cộng hòa Toàn quốc vào tháng 7. Ông Trump dù ngoài mặt kêu gọi đoàn kết trong đảng, Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết ông vẫn căm ghét bà Haley trong lòng. Trong khi đó, ông Pompeo đã cân nhắc về việc tranh cử vào năm 2024 nhưng chưa bao giờ chính thức ra cạnh tranh với ông Trump. Nhiều người thân cận với ông Trump cho rằng ông Pompeo đã làm rất tốt vai trò là ngoại trưởng trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Tuy nhiên, mối quan hệ của ông Trump và ông Pompeo xấu đi trong những năm sau nhiệm kỳ. Ông Pompeo dường như đã chỉ trích xếp cũ trong một bài phát biểu vào năm ngoái khi ông kêu gọi cử tri Đảng Cộng Hòa tránh xa những nhà lãnh đạo nổi tiếng có cái tôi mong manh. Trong những ngày gần đây, khi chuẩn bị chính quyền mới, ông Trump đã đặt câu hỏi về lòng trung thành của ông Pompeo, cũng như liệu ông có đáng tin cậy để thực hiện chương trình nghị sự của mình hay không, các nguồn tin tiết lộ với CNN. Theo hãng tin Reuters, ông Trump đang gặp gỡ các ứng cử viên tiềm năng để lập chính quyền mới trước lễ nhậm chức tổng thống vào ngày 20 tháng 1 năm sau. Cuối tuần này, ông đã gặp nhà đầu tư nổi tiếng Scott Besen, người có khả năng được đề cử làm bộ trưởng tài chính. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump cũng đưa ra một số thông báo về nhân sự quan trọng trên mạng xã hội. Theo báo Vietnamnet, trong ngày 9 tháng 11, Bộ Ngoại giao Iran đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc cho rằng nước này đã lên kế hoạch ám sát Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump trước ngày bầu cử ngày 5 tháng 11. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bagai cho biết những thông tin như vậy là một âm mưu độc hại được lan truyền bởi những người theo chủ nghĩa phục quốc do Thái. Đây cũng là hành động làm phức tạp thêm tình hình giữa Mỹ và Iran. Tuyên bố của Iran được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ tố Tehran giao nhiệm vụ cho một người tên là Fahad Sakeri ám sát ông Trump. Cái này được mô tả là một phần của IRGC nhưng đã bị trục xuất khỏi Mỹ vào năm 2008 hai nghi phạm khác có liên quan đến vụ việc là Calis Le Rivera và Jonathan Loathau đều là công dân Mỹ. Cùng ngày, Phó Tổng thống Iran Mohammad Javad Zarif đã kêu gọi ông Trump xem xét lại chính sách gây sức ép tối đa với Tehran, tương đương Tổng thống Mỹ đắc cử áp dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên. Ông Zarif nói, ông Trump không nên theo đuổi chính sách sai lầm trong quá khứ. Chính sách sức ép tối đa của ông Trump đã khiến mức độ làm giàu uranium của Iran tăng từ 3,5% lên 60%, chỉ thấp hơn mức để sản xuất vũ khí hạt nhân là 30%. Trước đó, Ngoại trưởng Iran Esmail Bakei cũng hy vọng rằng ông Trump sẽ thay đổi cách tiếp cận với Tehran trong nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng. Theo báo Tuổi Trẻ, ngày 8 tháng 11, Bộ Tư pháp Mỹ công bố các cáo buộc liên bang về âm mưu bất thành của Iran nhằm ám sát ông Trump từ trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Đài CNN dẫn lại các tài liệu của tòa án Mỹ cho biết giới chức Iran đã yêu cầu ông Fahad mươi 51 tuổi, sinh ra ở Afghanistan và cư trú tại thủ đô Tehran của Iran, tập trung giám sát và cuối cùng là ám sát ông Trump. Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng ông Sakeri vẫn đang lần trốn ở Iran. Các công tố viên cáo buộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC ban đầu giao cho ông Sakeri nhiệm vụ ám sát các công dân Mỹ và Israel trên lãnh thổ Mỹ. Nhưng vào ngày 7 tháng 10, tức là khoảng một tháng trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, ngày 5 tháng 11, các quan chức IRGC yêu cầu ông Sakeri chỉ tập trung vào ông Trump và ông ta có 7 ngày để lập kế hoạch ám sát. Theo lời kể của ông Sakari trong cuộc gọi với các nhà điều tra Mỹ, nếu ông không thể đưa ra kế hoạch trong khoảng thời gian đó, IRGC sẽ đợi đến sau ngày bầu cử Tổng thống Mỹ mới ám sát ông Donald Trump trong bối cảnh họ tin là ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa này sẽ thua cuộc. Trong một loạt năm cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, ông Sakari tiết lộ ông đã gặp một thành viên cấp cao của IRGC khi còn làm việc trong lĩnh vực dầu khí và nhiên liệu ở Iran. Khi quan chức IRGC biết được ông Sakari từng sống ở thành phố New York, quan chức này đã nhờ ông Sakari giúp điều tra một số cá nhân ở Mỹ. Ông Sakari nói rằng ông đã gặp quan chức trên hơn 10 lần tại các nhà hàng khác nhau. Theo các tài liệu của tòa án, ông Sakari đã dựa vào mạng lưới đồng phạm mà ông gặp trong thời gian ở New York để cung cấp cho Iran các điệp viên ở Mỹ và thay mặt họ giám sát cũng như thực hiện âm mưu ám sát. Ông Sakedi hiện 51 tuổi, nhập cư vào Mỹ khi còn nhỏ nhưng đã bị trục xuất vào năm 2008 sau khi thụ án 14 năm tù vì tội trộm cắp. Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ông là một phần của IRGC và cho rằng lực lượng này đã sử dụng một mạng lưới các đồng phạm mà ông Sakedi gặp trong nhà tù để theo dõi các mục tiêu và lên kế hoạch sát hại họ. Hai cá nhân khác bị truy tố vào ngày 8 tháng 11, là ông Carlos Le Rivera và ông Jonathan Loathon, đều là công dân Mỹ. Họ đã bị bắt tại New York và bị cáo buộc giúp chính phủ Iran giám sát một công dân Mỹ gốc Iran. Trong thời gian ngồi tù, ông Sakiri từng gặp ông Rivera và Loathon, sau đó thuê họ làm sát thủ. Hai người này đang bị giam để chờ xét xử. Hiện phía Iran chưa lên tiếng trước những cáo buộc này. Báo Dân Chí đưa tin, đầu năm nay, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, 78 tuổi, bắt đầu cố gắng thu hút các cử tri nam trẻ tuổi bằng cách tương tác với YouTubers và các podcast anh em. Nhiều người trong số họ còn trẻ, cực kỳ nổi tiếng với Gen Z và có thiện cảm với phong trào làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, gọi tắt là MAGA của ông. Vây quanh bởi các trợ lý trung niên trong chiến dịch tranh cử, cựu Tổng thống quay sang xin lời khuyên từ con trai út Baron, 18 tuổi. Theo một báo cáo mới của tạp chí Times, Chủ tịch Chiến dịch tranh cử của ông Trump, bà Susie Weiss, đã giao nhiệm vụ cho cố vấn chiến dịch là Alex Brusewitz lập danh sách các chương trình mà ứng cử viên Đảng Cộng Hòa khi đó có thể tham gia. Sau đó, ông Trump sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, bà Don mới là người có tiếng nói quan trọng nhất. Cụ thể, khi cố vấn trao đổi, tôi đã liệt kê danh sách các chương trình podcast để ngài chọn, ông Trump đáp lại. Thế anh đã trao đổi với Baron chưa? Hãy gọi cho Baron và xem nó nghĩ gì và báo lại cho tôi. Viên trợ lý cuối cùng đã nhận được sự đồng ý từ cậu út nhà Trump cho bất kỳ lần xuất hiện nào trong chương trình podcast hỗ trợ chiến dịch tái tranh cử của cha mình. Sau khi cố gắng liên lạc với con trai út của ông Trump, người mà bà Melania đã ra sức bảo vệ, khỏi tác động từ chính trị, Trợ lý Brusewitz đã nhận được sự đồng ý của Baron, phóng viên của Times cho hay. Sự chuyển đổi ban đầu từ phương tiện truyền thông truyền thống sang phương tiện truyền thông xã hội đã đưa ông Trump và phần lớn chiến dịch tranh cử của ông vượt qua những vùng chưa được khám phá. Ông đã dựa vào con trai út Baron và người bạn thân có ảnh hưởng là Paul Lowden để giúp định hướng thế giới của những người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng trên không gian mạng. Chúng lớn lên không xem truyền hình giống chúng ta, chúng xem Internet, điện thoại, máy tính phải không? Ông Trump nói với các cử tri trẻ tuổi hồi tháng 9. Trong chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng lần 3 ông Trump đã tham gia các chương trình trò chuyện cùng những người như YouTuber Logan Power, diễn viên hài The Oval, người dẫn chương trình podcast Lex Fridman, nhà bình luận chính trị Ben Shapiro, doanh nhân Patrick Beth David và gần đây nhất là người dẫn chương trình podcast nổi tiếng nhất thế giới là Joe Rogan. Ông cũng tham gia cuộc phỏng vấn kéo dài 90 phút với người có ảnh hưởng là Kik aden vào tháng 8. Tất cả đều dựa trên những gợi ý của cậu út Baron và người bạn thân bồ. Jason Miller, cố vấn cấp cao của ông Trump cho biết những lựa chọn của Baron tạo ra hiệu quả đáng kể cho chiến dịch của cha mình. Baron là con trai út của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump và phu nhân Melania. Baron hiện theo học trường kinh doanh Sơn của Đại học New York. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, bà lần đầu đủ tuổi đi bỏ phiếu. Tuy không xuất hiện nhiều trong chiến dịch tranh cử của cha mình, nhưng cậu được cho là đóng vai trò đáng kể nhằm kết nối chiến dịch của ông với cử tri trẻ, một trong những yếu tố quan trọng giúp ông Trump giành chiến thắng. Theo báo Công an Nhân dân, sau khi bà Susie Wise được lựa chọn làm tránh văn phòng Nhà trắng, những cái tên tiềm năng khác đang được chú ý có thể sẽ được ông Trump cân nhắc vào những vị trí quan trọng khác trong chính quyền của ông việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp trở lại Nhà Trắng đồng nghĩa với việc ông sẽ phải thành lập một chính quyền hoàn toàn mới. Từ chính quyền dưới thời Tổng thống Joe Biden, đội ngũ của ông cũng cam kết rằng chính quyền thứ hai sẽ không giống nhiều so với chính quyền đầu tiên mà ông Trump thành lập sau chiến thắng năm 2016. Tổng thống đắc cử hiện có thời gian chuyển giao 75 ngày để xây dựng đội ngũ của mình trước ngày nhậm chức ngày 20 tháng 1 năm sau. Trước mắt, ông Trump và đội ngũ của mình phải lấp đầy khoảng 4.000 vị trí trong chính phủ. Những vị trí này bao gồm từ ngoại trưởng và những người đứng đầu các bộ phận nội các khác cho đến những người được chọn làm việc bán thời gian trong các hội đồng và ủy ban. Khoảng 1.200 trong số những vị trí bổ nhiệm của Tổng thống yêu cầu Thượng viện xác nhận điều này sẽ dễ dàng hơn khi Thượng viện hiện đang chuyển sang dưới quyền kiểm soát của Đảng Cộng Hòa. Mới đây nhất, ông Trump đã công bố việc bổ nhiệm bà Susie Wise làm tránh văn phòng Nhà Trắng. Đây là cái tên đầu tiên được ông xác nhận. Bên cạnh đó còn nhiều cái tên hàng đầu cho các vị trí quan trọng trong chính quyền của ông Trump. Thượng nghị sĩ Ohio g D. Vance từng nhanh chóng chiếm được sự chú ý trong Đảng Cộng Hòa, từ người không bao giờ ủng hộ ông Trump thành người bạn đồng hành tranh cử. Về mặt tư tưởng, ông Vance đồng thuận với cơ sở làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại của Tổng thống thứ 47 đặc biệt là về các vấn đề như an ninh quốc gia và quan hệ Mỹ-Trung Quốc. Là một nhà đầu tư mạo hiểm và là tác giả sách, ông Vance là người ủng hộ trung thành chương trình nghị sự nước Mỹ trên hết của ông Trump. Ông là người chỉ trích gay gắt chính sách đối ngoại của ông Joe Biden. Ông JD Vance sẽ trở thành phó tổng thống khi ông Trump nhậm chức. Trước đó, ông Trump từng tung ra gợi ý rằng cựu ứng cử viên tổng thống Robert Kennedy Jr. sẽ được chọn để giúp nước Mỹ khỏe mạnh trở lại. Ông Trump cũng đã cam kết đưa ông Elon Musk, tỷ phú gốc Nam Phi và cũng là một người ủng hộ nhiệt thành cho chiến dịch tranh cử của ông, trở thành bộ trưởng cắt giảm chi phí của liên bang. Giám đốc điều hành Tesla từng ngỏ ý rằng ông có thể tìm thấy hàng ngàn tỷ đô la Mỹ trong chi tiêu của chính phủ cần cắt giảm. Ông John Radcliffe, người từng giữ chức giám đốc tình báo quốc gia dưới thời ông Trump là một đồng minh đáng tin cậy với kinh nghiệm sâu rộng về tình báo và an ninh mạng. Là người trung thành với ông Trump và chuyên môn về chống khủng bố, ông Radcliffe có thể sẽ tiếp tục vai trò tương tự, tập trung vào các mối đe dọa an ninh mạng và cải cách tình báo. Việc tái bổ nhiệm ông sẽ báo hiệu sự tiếp nối trong cách tiếp cận của ông Trump đối với an ninh quốc gia và tính toàn vẹn thông tin. Thống đốc bang North Dakota, Doug Burgum, cũng từng có một chiến dịch sơ bộ dài hơi đối đầu với ông Trump. Theo đánh giá của các chuyên gia, kinh nghiệm của ông trong việc quản lý tài nguyên thiên nhiên tại North Dakota giúp ông trở thành ứng cử viên phù hợp cho chức bộ trưởng nội vụ. Ông có thể sẽ tập trung vào việc cân bằng phát triển năng lượng với các nỗ lực bảo tồn, giám sát đất công và thực hiện các chính sách hỗ trợ cả tăng trưởng kinh tế và quản lý môi trường. Thượng nghị sĩ Marco Rubio, người từng được chọn làm ứng cử viên phó tổng thống tiềm năng, có kinh nghiệm trong các vị trí đối ngoại khiến ông trở thành ứng cử viên sáng giá cho chức vụ ngoại trưởng. Vivek Ramaswamy, một doanh nhân chuyển hướng sang chính trị, có thể đảm nhiệm một vai trò trong bộ thương mại hoặc một vị trí tập trung vào công nghệ, mặc dù là bạn lâu năm của ông Sidney Vance, nhưng ông Ramaswamy đã tự mô tả mình là khác biệt so với phó tổng thống đắc cử về mặt ý thức hệ. Quá trình chuyển giao không chỉ là lấp đầy các vị trí công việc, hầu hết các tổng thống đắc cử cũng nhận được các cuộc họp tình báo hàng ngày, hoặc gần như hàng ngày trong quá trình chuyển giao. Năm 2008, tổng thống sắp mãn nhiệm là George W Bush đã đích thân báo cáo với tổng thống đắc cử Barack Obama về các hoạt động bí mật của Mỹ. Khi ông Trump chuẩn bị nhậm chức vào năm 2016, cố vấn an ninh quốc gia của ông Obama là Susan Rice đã báo cáo với ông Michael Flynn là người kế nhiệm được chỉ định của bà trong chính quyền mới. Tuy nhiên, vào năm 2020, những thách thức pháp lý của ông Trump về kết quả bầu cử đã trì hoãn quá trình chuyển giao trong nhiều tuần và các cuộc họp báo của tổng thống với ông Joe Biden không bắt đầu cho đến ngày 30 tháng 11.